Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Bác Sĩ Hiếu. Và đương nhiên hôm nay trong series ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn cái cách chúng ta dùng mặt nạ đúng cách trong cái series 7 clip trong việc chọn mặt nạ và dùng đúng cách như sau. Và trong cái 4 video trước mình đã chia sẻ các bạn về thứ nhất video đầu tiên đó là các video về cách chọn mặt nạ và kiểm soát dầu mụn. Video thứ hai là các mặt nạ trắng sáng. Video số 3 là các mặt nạ làm giảm nhạy cảm. Video thứ tư là các mặt nạ về collagen và chống lão hóa. Thì trong video ngày hôm nay sẽ là video series xong video thứ 5 của series này. Thì các bạn nóng lòng biết rồi đúng không? Hôm nay đó là một video rất hay mà mình sẽ chia sẻ với các bạn về mặt nạ vàng 24K. Ồ, tại sao lại đã phải là vàng? Thì có rất nhiều các video trước mình đã chia sẻ các bạn mặt nạ. Thì đối với đến các bạn đã theo dõi những video số 5 này rồi thì đôi những cái công nghệ, những cái thẩm mỹ cao hơn thì sẽ chia sẻ tiếp tục. Bởi vì khi chúng ta dùng vàng 24K thì nó là một đẳng cấp chăm sóc rất là khác rồi. Và nó sẽ giúp cho chúng ta có làn da thay đổi rõ rệt và sự cải thiện không ngờ. Vì khi đã dùng đến vàng thì nghe thì nó rất là ok đúng không? Nhưng vậy liệu thực tế là khi dùng vàng 24K nó có phải phù hợp với tất cả mọi người không? Và dùng có khó khăn không? Thì câu trả lời sẽ được trả lời cho các bạn trong video ngày hôm nay. Ok. Rồi, vàng là một trong những loại rất là quý hiếm vì đặc tính của nó là bền vững và có đặc tính chịu được nhiệt độ cao, khả năng biến đổi tốt. Vàng dùng rất nhiều các ứng dụng trong cái ngành công nghệ điện tử vì đặc tính của nó là không bị oxy hóa, nên khi dùng xong các vật liệu điện tử thì khả năng dẫn điện của vàng vô cùng tốt, mà đồng thời nó lại không bị oxy hóa. Chính cái điều này sẽ làm cho vàng sẽ được dùng trong các ngành công nghệ, những cái chi tiết rất là đắt tiền trong các linh kiện điện tử, ví dụ trong chip, trong các bóng bán dẫn hay là trong các cái điện thoại. Và vàng cũng sẽ được ứng dụng rất nhiều trong các liên quan đến bảo vệ sức khỏe. Với đặc tính của vàng thì trong các cụ ngày xưa rất là có câu là vàng sẽ giúp để trừ tà và vàng sẽ giúp trẻ hóa và chống lão hóa hơn. Thì ngày nay vàng đã được ứng dụng trong rất nhiều các cái ngành thẩm mỹ, có trong cả ngành ăn uống. Các bạn dễ dàng thấy trên mạng có rất nhiều các cái người nổi tiếng ta ăn bánh bằng vàng hay là ăn cái bánh bơ bằng vàng. Bởi vì khi người ta nghĩ rằng là khi ăn vàng vào bụng thì nó sẽ giúp trẻ hóa, chống lão hóa. Nhưng bản thân thì khi là mình bác sĩ mình không nghĩ nhiều cái đâu. Vàng thì thực sự là nó khi chúng ta bằng đường ăn nó cũng có một phần hiệu quả thật. Nhưng nó không quá là như thế, bởi vì là vàng suy cho cùng nó không hấp thu được trong máu mà nó không hấp thu qua được dạ dày. Nên cái việc ăn uống thế nó quá là tốn kém. Thì quay trở lại ngày hôm nay mình không tản mạn nữa, lại nói tiếp tục về cái mặt nạ vàng. Thì đối với vàng mà dùng ở trên mặt thì nó lại có một đặc tính rất là hay như sau. Thì vàng có khả năng khử độc vô cùng tốt. Có rất nhiều sản phẩm mặt nạ vàng thị trường đã được dùng và nó cực kỳ hiệu quả. Và thường cái vàng nó sẽ thường người ta thường cái vàng này khi dùng trong các loại mặt nạ hay là dùng trong các cái phương pháp chăm sóc da, thì vàng sẽ thường được mix với các cái kim loại khác, như là có thêm các ion sắt, kẽm, đồng. Vì một mình vàng thì nó sẽ giúp trẻ hóa và chống lão hóa da, nhưng khi có thêm các kim loại, các cái yếu tố vi lượng khác thì cái yếu tố vi lượng đó sẽ giúp cho làn da chúng ta được khử độc nhanh hơn, vì nó tạo ra các yếu tố phân cực, và khi có hai cực nó sẽ giúp cho loại bỏ độc tố dễ dàng hơn. Chính vì thế các loại mặt nạ bằng vàng mình vô cùng yêu thích. Nhưng cái nhược điểm lớn nhất của vàng đó là khả năng gây tắc, vì vàng có thể rát mỏng, cực kỳ mỏng và nó che phủ toàn bộ khuôn mặt. Khi chúng ta dùng mặt nạ vàng thì chúng ta sẽ không thể kì được cái mặt nạ vàng ra, rất là khó. Cái đắp vàng lên thì nó một lượng vàng nhỏ của chúng ta và nó sẽ bị rửa trôi dần theo ngày, nó sẽ lâu hết. Vậy thì vì đặc tính của nó là bám dính như vậy nên vàng rất là dễ mụn. Đó là điều lý giải cho tại sao có rất nhiều các chị, các bạn, các cô chúng ta có điều kiện mà chúng ta mua các mặt nạ vàng và đắp về lên mụn. Bởi vì đặc tính của vàng là nó sẽ gây bít rất là cao và rất dễ gây mụn. Và nếu như mặt nạ vàng mà mix thêm các cái dầu dưỡng như là olive oil, edulpa oil hay là shea butter hay là các loại dầu dưỡng khác thì nó sẽ dễ dàng gây mụn. Vậy thì khi lựa chọn mặt nạ vàng thì nó sẽ không thể đơn giản. Rồi, vậy độ tuổi bao nhiêu thì nên dùng mặt nạ vàng? Thì mình sẽ khuyến cáo độ tuổi thường ngoài 30 chúng ta nên dùng. Các bạn dưới 30 tuổi thì có thể lựa chọn các giải pháp khác mà nó rẻ tiền hơn cũng như là nó hợp lý hơn, như mặt nạ có AHA, mặt nạ có BSA, mặt nạ có các cái axit trái cây tự nhiên hay là các mặt nạ có thành phần làm trắng da cơ bản thì nó sẽ ok hơn là vitamin C. Nhưng mặt nạ vàng thì nó vừa đắt tiền mà mình dùng nó lại có nguy cơ lên mụn rất là cao, nên là mình cần phải có sự test cũng như là cái chuẩn bị rất là rõ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái mặt nạ bằng vàng mình khá là yêu thích của Hàn. Đó, thì đây là mặt nạ của Cosmetica, nó không quá đắt, nó cũng rẻ. Các bạn có thể xem cái mặt nạ này thì đặc tính là sẽ có vàng 24K và khi có thêm chức năng là moisturizing, cái nhãn nó ghi là rõ này,
Moisturizing là cấp ẩm, thì mặt nạ này là mặt nạ trắng sáng, nó có thêm một dòng là Plus White Mask, tức là cấp ẩm và trắng sáng. Nhưng quả thì cái dòng này mình cũng khá là yêu thích và mình đã từng test thử rồi. Đó, thì ok, hôm nay mình sẽ bóc luôn và test cho các bạn xem. Đó. Ok, đó mình bắt đầu bóc ra. Bắt đầu khi bóc ra thì vàng 24K, không thấy vàng đâu. Ok, màu nó có vẻ hơi vàng một chút. Ngửi mùi thì có mùi lô hộ một chút. Tại sao có mùi lô hộ? Ok. Video sau mình sẽ test đắp mặt sau. Hôm nay mình sẽ test cái chất thôi. Mình sẽ test thử cái nước dưỡng ở trong cái mặt nạ này. Mặt nạ vàng. Thường mặt nạ vàng mà khi chúng ta đắp xong thì nó sẽ có một chút vàng, hơi óng ánh một chút. Còn nếu như dùng cái mặt nạ vàng bằng dạng nước sét thì cái vàng sẽ bám dính trên da là tốt hơn. Tức là khi lau đi nó vẫn có màu vàng. Nhưng cái mặt nạ vàng 24K này có lẽ là nó chỉ có một rất là làm được vào rất nhỏ thôi. Khi bôi lên mình thấy hơi óng ánh nhẹ một chút, mọi người thấy tan hơi óng ánh một chút. Thì nó sẽ có các phân tử nano vàng. Thì vàng càng nano thì nó thẩm thấu vào da càng dễ hơn và sẽ giúp trẻ hóa được tốt hơn cũng như thải độc. Đúng có vàng thật bạn ạ. Ok, thì một mặt nạ thôi. Đúng có vàng thật. Các bạn thấy là tay mình rất óng ánh, rất là vàng. Đó, đúng có vàng thật các bạn ạ. So sánh này, đây là tay không có này. Đó, mình sẽ cho các bạn xem gần cam. Đó, đây là hai tay. Đó, một bên là hơi óng ánh vàng. Đó, một bên là không có gì. Đây là không này, đây là có này. Đó, ok, cho bạn xem. Đúng có vàng thật. Óng ánh. Ok. Thì mặt nạ vàng sẽ khuyến cáo dành cho các bạn có típ da khô, hoặc là các bạn có cái làn da nhiễm độc, hoặc là típ da không có mụn, thì mặt nạ vàng sẽ là cái phù hợp lựa chọn khá là tốt. Rồi. Và cách chăm sóc da khi dùng mặt nạ vàng, các bạn lưu ý này. Thường thì cái đặc tính của vàng ấy thì nó có nhiều hiệu quả như thế, nhưng tuy nhiên thì nó sẽ có rất nhiều cái các vấn đề đi kèm. Ví dụ là cái giá thành rất là cao, như là có nhiều cái phương pháp mà giúp trẻ hóa tốt hơn. Nếu như các bạn thực sự là mình có điều kiện thì hãy nên dùng mặt nạ vàng, thì nó rất là đắt tiền. Và đặc tính của vàng là nó sẽ rất dễ gây lên mụn. Nếu như cái hàm lượng vàng trong sản phẩm cao quá thì mình có thể check cái thành phần xem là cái vàng có nhiều không. Đó. Ok, trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn. Vậy thì khi đắp lên cảm xúc như thế nào? Mình bôi lên da thì cảm giác nó rất là mát, nó rất kỳ phê, mùi hương cũng khá dễ chịu, và đắp xong thì sờ da rất là mướt. Đó, màu da nó thì mướt đi, nó hơi óng ánh một chút, màu vàng là ok. Đây rồi, cái vàng thì nó cũng sẽ không có nhiều điều để nói nhiều hơn. Thì trong cái video sau thì chia sẻ tiếp cho các bạn còn hai cái loại mặt nạ nữa, là hai mặt nạ cực kỳ có giá trị, nhưng mình sẽ đợi cái video sau chia sẻ các bạn. Và bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.